ta chẳng ai dừng sắc xa bịa cần lư thì ngọc nía ta sắc xa bịa cồn lư mùi ó trà thân nạp bịa chì cồn cồn là niềm đại cua ơi ngay cày lên đại cua ngay cày cày bịt u thì họ nẹt ta khleang mướng chìa mà nốt ó trà bì pro pro tiền thân nạp bịa chì kết kể già aoi pro pro cồn aoi u thì họ pre ăn pro tiền mía đỏ đỏ rìa bảy ụ bài cỏ thân nạp bịa chía chỉ niềm là bạch cạch cỏ mía mía diệt ụ thì họ mình ụ hạ cỏ tay tay miên ụ bài cỏ chía chỉ nịch buồn xe nà thân nạp bịa chỉ niềm bụa tì hiến còn tốp rế rế bùl ụ thì họ bụ nhóm chia xế xe nà thì prám bò rế bồ thân nạp bịa chia côn là niềm đại miên trá ấn đại cực 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 ụ thì họ ngày ní tiệc nhóm miên mà hô bò rế bồ prám muối kèn thân nạp bịa chia kệ rì giá promol hai rốt đôi à nhá kèn kèn bùl ụ thì họ nẹ ta khleang mướng kèn kèn tọp phạm pí tọp thân nạp địa chỉ niếm tí hiến xe ná bùl xâm rắp phơ chóng chóng bằng ụ thì họ ba nhóm chia mế mê tọp chẳng hạn kào bị sạc xa bị cần lưu chóp dương ai đơn ẩm bì khlâm xa bỏ hỏm nàn khá hỏi chẳng hạn mọi khá bê lưu lục rù nôm khí dưỡng tự an ẩm nàn chung mùi lục rù tình ọc nìa bằng tay môn nâng an ẩm nàn lục rù xông bôn bôn dọc dịp hư bông phía xa khám ai tình ọc nìa hỏi ba ức nơi tầm phô tì buôn nâng tì pram bà chẳng tỏ dương an ẩm nàn tình ọc nìa chẳng ẩm nàn rương nẹ ta khlén khlén mương khnông ra chân khnông riêng bè chân ra chia cứ sạc ra mà bọn pram rồi bì bảo tế khám thật nơi chồng nọc bảo tế xìm bê nụ sạch đạch xìm bàn bánh chun bột tra mùi ong một trút tra nô cô khám ai đòi chư chấp nâng ca chi chôn chí liên biên rồi bỏ xìm bè chân ra chia có xâm lập bột nụ tử bè cháu xìm kraut khăn nhàng khăn có lực tọp một viên trong lồng vẹt tọp xìm bàn kia rồi chia chôn không ai chỉ trả ơn nhé dọc tư sọc xìm khăn ông nụ miên nẹ mà niên bài nâng mê đầm rây chung mua chung tiêu bá bay phòng đài cao một nẹ mà niên bà sốt bàn bốt mùi ơn bà niêm thả ụ tìn rí ai mê đầm rây có các bàn con mùi đài ngay mùi ụ tên bàn sông mò đầm rầy bao ruông đầm rầy đầm bay riêng vị chia hàng mò đầm rầy sạch xiêm khơi ụ tên ụ xa có bảo tiên nghe chia nẹ trú trạp nẹ nghe hàng đầm rầy bê thông là ơn con mê đầm rầy ba bay bàn thơ chia tiên nàng bè chạy xiêm ngay mùi sạp tay vì chốc bệnh bệnh mò sạp ụ tên chắp đầm rây nục bàn tăng bì bê nục mốc bệnh cháu xìm bàn bảo tiên nghe ụ tên thà chây ọ chà à dụ bàn đọc nằm mùi chân nằm chây ọ chà bàn pra ụ bài cò trò lọc một sau riêng sọc mãi bình lúc mốc đo sọc bắt đầm bòn nẹ sọc nâng xe na chắc mà nẹ chmu mường rôm tiếng con bún bún nẹ bàn trôl mốc thoai khluôn chia sẻ nà sạch xìm đăng có lực tốp đánh tàm đói bùng miên à vụt bò đi bố sẻ nà mương bàn thì nia thả khluôn to tăng nâng xìm đòi pra ủ bài con chậm lại ngùi có hiên bắt đầu chi vật đầm bay từ kèn tốp khmau mốc cho băng bị nâng xìm lốp bàn bằng cua ao chi cho nó đau rồi đã chầm rồn lột lột chốc từ khăn ông nó đau nốt rì ai bà bồn nâng con pi nẹ tiết có lột chốc tàm đài lúc ngay bênh bao rồi mấy kê lư xâm thức có krak mê có krak đầy đôi bằng đam xe na mường mền
Top come out band and high jay or cha. Look top the long pot and tears a trow. Top seem pay and put norm clear root prah ayu. Top seem back claw, back bob clop clag. Top jay or cha go well troll up through two stroke or wing. Jay or cha lion grown rig and topy by da, the tool man, the tool breath name ta, breath jay chase da. Bà chẳng là bạn tốt bì dương bàn à nằm nán dương dô lô bì khlâm xa này dùm nán chẳng là lực rù xông xù xùm nụ muối ta ta nẹ ta khlang mương ngắn quật chìa mà nụ đùi mà đạch bà bà tốt bì an hỡi chẳng là nẹ ta khlang mương quật chìa vì đã chôn đó cha đại hiền này ghế đại hiền bắt đầu chì vật đại lốt chô từ khăn nông chùm rốn đầm bay từ càng tốt khám hoa một chá băng chì mùi nâng con tốt xíu đại liên biên tức đây không ai nơi sao mày nục bà chẳng cầu bị sắc xám là chóp lục ru co miền sầm nua khá đầm bay xua từ lơ khâm xa bỏ hầm nàn chẳng xong ôn ôn từ an sầm nua chỉ mùi lục ru tiếng ốc kia tại mà đo tò sầm nua mùi ta rương đi miền tu on nà khá ta tu on ni mùi ni mùi vơ sạ ca mập hiệp ở vầy khá bì ta ở rương ní kết la nữ bì nà nữ còn lại nà khá bấy ta ở chây ở cha tờ tu ban chây chùm nét lơ tọp xìm đói rộ biệp nà buồn ta ở bè chăn rìa chìa miên ẹ rìa bọt đôi mà đếch chòm bùa tùng vơ rộ bó xìm nữ nóng sạch rương ní Ram, ta tu ong na khla, đại ai chặt tục chia vì rẻ chuẩn. Chỗ bằng chia pi sạ cam mập hiếp, rồi bỏ vì rẻ chuẩn tiếng, tiếng nụ. Ram mùi, ta nẹ ta khlèng mướng, miên bất rư tì. Bà miên, ta miên nơi khẹt nà. Bà chăng và to pi dân an xùm nua, rồi bỏ ông nan bao dương xem đồ để tẹt tôn từ nâng khâm xa ông nan bao dương chóp dương nâng rốt chầm lai tiếng óc nía mà chân anh chia chầm lai đây là kuro ban pi ông nan bao dương chân tọ dương từ an ông nan chầm lai là bao dương tiếng óc nía tạm đo chầm lai mùi rương ni miên tu on đôi chia bè chăn để chia bè chau krong xiêm nẹ mà niên pain bốt rô bò nè mình niêng bán chmô ụ tín xe nà mương bồm tèng côn bùn nè tù ong ni mùi phơ xa ca mập hiếp đôi chìa bè chán rê chìa bàn xâm lập bốt ra rô bò xa đạch xìm bè cháu krong xìm bàn lớt tốp một viê krong lùng vết nâng kia bỏ chia chôn khmai chỉ trả ơn tư sọc xìm nẹ mà niên bàn trở bàn kê kia tư sọc xìm nâng bỏ sốt bàn bốt mùi bè ống bè niêm ụ tên bàn xông mò đầm rấy bò ruông đầm rấy đầm bay riêng vị chia mò đầm rấy ụ tên ai bằng crap đồng rây bán đạch xìm có bỏ tiên mù thả cháy ở trà sẽ nà mướng nâng con bỏ buôn nét bàn chôl thoai luôn chia sẻ nà hỏi hiên bắt đầu chi vết đầm bấy từ kèn tốp mau một chút băng nâng xìm bí rương ni cát lăng nơi khai bật đầm bóng nơi bảo tế Campuchia bấy chây ở cha từ tu ban chây chùm nè lờ tọp xiếm đòi xa tay sẽ nà mương nâng cụ xa bàn bẹt lý đầm bay từ cây tọp một băng nâng tọp xiếm buồn bẻ chăn rì chìa miền ca chư chập nâng ca chi chuan liên biên rô bò xiếm hỏi trung có bàn xâm lập bột ra rô bò xiếm
ដែលត្រួតត្រាស្រុកខ្មែរទៀត5តួអង្គដែលអាចចាត់ទុកជាវីរៈជនគឺសេនាមឿងនិងគ្រូសារបស់គាត់ព្រោះពួកគាត់ហ៊ានបដូរជីវិតដើម្បីទៅកែនតបខ្មោចមកច្បាំងនិងសៀមដើម្បីរំដោះប្រទេសពីការជិះជាន់និងពីការត្រួតត្រា6អ្នកតាឃ្លាំងមឿងមានពិតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអានចម្លើយរបស់លោកគ្រូចប់លោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងទទួលបានចំណេះដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីខ្លឹមសារនៃអំណានរបស់យើងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីចប់ចម្លើយរបស់អំណានរបស់យើងអញ្ចឹងលោកគ្រូក៏មានកិច្ចការផ្ទះដើម្បីឲ្យបងប្អូនស្វែងរកនៅចម្លើយតោះអញ្ចឹងបងប្អូនយើងទៅអានសំណួរកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងទាំងអស់គ្នាកិច្ចការផ្ទះចូលជ្រើសរើសចម្លើយណាដែលជាព្រឹត្តិការណ៍នៃរឿងរួចរៀបព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់តាមលំដាប់លំដោយដំណើររឿងឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគេឲ្យព្រឹត្តិការណ៍មក7អញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសចម្លើយណាដែលត្រឹមត្រូវហើយនឹងរៀបវាឲ្យត្រូវតាមព្រឹត្តិការណ៍នៃរឿងអញ្ចឹងចាប់ពីដើមរឿងរហូតទៅដល់បញ្ចប់រឿងនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងរៀបធ្វើម៉េចឲ្យតាមលំដាប់អញ្ចឹងទី1ជ័យអស់ចាច្បាំងឈ្នះសៀមហើយបានឡើងសោយរាជ2នគរខ្មែរត្រួតត្រាលើនគរសៀម3សេនាមឿងលោតចូលរណ្ដៅទៅកែនតបខ្មោចមកច្បាំងនិងតបសៀម4ព្រះច័ន្ទរាជាសម្លាប់បុត្រាស្ដេចសៀម5ព្រះចៅសៀមបានលើកតបមកវាយក្រុងលង្វែកនិងគៀប្រជាជនខ្មែរទៅស្រុកសៀម6ស្ដេចសៀមសោយទីវង្គតពេលច្បាំងជាមួយជ័យអស់ចា7ស្ដេចសៀមចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយព្រះជ័យចេស្ដាតោះចឹងបន្តពីអានកិច្ចការផ្ទះចប់លោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលរួមធ្វើកិច្ចការផ្ទះឲ្យបានទាំងអស់គ្នាដើម្បីសែនឲ្យលោកគ្រូដើម្បីទទួលបានពិន្ទុទៅលើកិច្ចការផ្ទះប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់លោកគ្រូសូមមានបណ្ដាំផ្ញើបន្តិចគឺទី1គឺគោរពតាមក្បួនអនាម័យរបស់យើងគឺមាន3គឺហូបស្អាតផឹកស្អាតនិងរស់នៅស្អាតហើយជាពិសេសទៀតសម័យនេះគឺជាសម័យ Covid អញ្ចឹងសូមបងប្អូនត្រូវសម្អាតដៃជាមួយនឹងអាល់កុលឲ្យបានញឹកញាប់បាទសូមអរគុណ